Xong cái kêu em, mày xin số điện thoại mày cứu giùm tao. Trời ơi. Cứu giùm, cứu giùm. Rồi, cũng ok, tao cứu cho. Về cái em chặn đường xe đạp vợ lại. Em quăng cái số điện thoại của em, quăng vào xe, về nhắn tin cho tôi nha. Thế là về cái hai đứa với bạn lại. Nghĩa là bạn kia, cái thời gian đó em buồn quá, em mới hẹn ảnh đi uống cà phê, xong rồi đi dạo. Xong rồi em cảm thấy mệt mỏi, em ôm ảnh, xong ảnh đơ rồi, em cũng đơ luôn. Ổng đơn lạ. Điện 500 kV. Tao đơn đơn. Hỏi thiệt nghe, chống thử vui không? Em không là vui nữa. Tao. Cái này nó có vấn đề. Sao có vấn đề gì kìa, có vấn đề gì cơ? Em sao từ trong bước ra nghe khán giả hú reo hò lên như vậy, hai em có cảm thấy hết lo sợ chưa, hết run chưa? Dạ chưa. Chưa nữa hả? Giờ phải làm sao đây ta? Chứ anh phải múa lửa quá hả? Không, bây giờ cho một tràng pháo tay nữa để cho cô dâu bớt rung rồi. Rồi sao? Thoải mái chưa? Dạ. Rồi, giới thiệu về mình. Em tên là Phạm Cát Tường, 27 tuổi. Em làm kế toán. Còn em? Em là Nguyễn Quân Bảo, em cũng 27 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh. Mà hai bạn này 27 tuổi mà trẻ quá hả? Trẻ quá, anh 28 tuổi nè. Cái này em không tin. Nhớ nha. Rồi, hai em lần đầu tiên gặp nhau là cách đây bao nhiêu năm? Dạ, 9 năm. Rồi, cái chuyện tình cảm của các em, cái cơ duyên gặp nhau như thế nào? Kể cho anh nghe đi. 9 năm trước thì tụi em quen biết nhau khi lên Sài Gòn ôn thi học. Xong rồi ấn tượng đầu tiên của em với vợ em là nhỏ xíu mà cứ im im, rồi đi học rồi đi về, không có gì đặc biệt. Lúc đó thì có anh bạn cùng phòng ở cái túi xá thì thích vợ em. Xong cái kêu em, mày xin số điện thoại mày cứu giùm tao. Trời ơi. Cứu giùm. Rồi cũng là ok, tao cứu cho. Về cái em chặn đường xe đạp vợ lại. Em quăng số điện thoại của em, quăng vào xe, về nhắn tin cho tôi nha. Thế là về cái hai đứa với bạn lại. Nghĩa là bạn kia bả làm. À là nói bằng điện thoại á. Dạ, là em tưởng là không phải. Chỉ là nhắn tin thôi chứ không phải là nghe gọi. À nhắn tin thì em tưởng là bạn kia nhắn, dạ, chứ không nghĩ rồi là bạn này. Dạ, nhưng mà rồi. Lúc đó là em thích, là thích bạn kia hả? Đúng rồi, thích bạn kia hơn. Tại bạn kia thư sinh hơn, hiền hơn. Ủa bạn này lúc đó không thư sinh mà là. Dạ không, nhìn quậy lắm, rất là lanh chanh, nhiều chuyện. Rồi bao lâu thì em mới phát hiện rằng em nhắn tin là không phải anh kia mà là anh này? Tháng á, em mới biết. Rồi cuối cùng em bằng cách nào để mà em cướp được cô này trên tay của bạn kia? Tại ngay từ đầu á thì không biết vô tình yêu ý em lấy viết số em chứ không viết số bạn em. Nên sau này có cảm tình rồi thì xin lỗi bạn kia thôi. Dạ, hai bạn còn quen nhau không? Em với cái bạn trai dạ kia còn kìa. Nhưng mà nói chung là không có thân như ngày xưa. Hết thân rồi phải không? Dạ. Dễ thân sao được. Thân sao được. Cướp người trên vàng mướp. Rồi sau đó cái chuyện tình cảm của hai em phát triển ra sao? Tụi bây giờ được 3 năm, chia tay thì cũng chắc cả 80 lần á. Trời ơi! 9 năm rồi chia tay, 80 lần rồi trung bình là lần năm là 10 lần á hả? Trung bình đúng không? Không chắc ngày không, cũng cỡ 10 cũng lần nhiều lắm luôn. Nhưng mà cái cuộc chia tay nào mà dài nhất, mà ấn tượng nhất? Khi quen nhau được 3 năm, chia tay khoảng 2 năm. Cái đợt đó sao chia tay? Thì em sinh viên mà, em đi làm thêm á, không có thời gian này nọ để đưa vợ em đi chơi, dồn lâu ngày cái bị ức chế hay sao á. Suốt ngày đi làm mà em gọn lại không bắt máy, rồi vậy em ghét, không muốn quen nữa. Nhưng mà lý do gì sao mà hai đứa lại quay lại? Trong khoảng thời gian hai tụi em chia tay 2 năm á thì tụi em vẫn còn nhắn tin qua lại. Cái thời gian đó em buồn quá, em mới hẹn ảnh đi uống cà phê, xong rồi đi dạo. Xong rồi em cảm thấy mệt mỏi, em ôm ảnh, xong ảnh đơ rồi, em cũng đơ luôn. Ổng đơn lạ. Điện 500 kV. Trời ơi, đơn. Rồi xong rồi. Vậy từ lúc đó tụi em bắt đầu dần quay lại. Dạ quay đúng lại. Rồi rồi trong cái khoảng thời gian mà tụi em quen nhau như vậy thì là nhà ai ở nhà nấy hay là? Dạ đúng. Dạ, đúng có rồi. Thường xuyên qua lại và ở chung nhà không? Dạ không. Dạ không ạ. Thì hai đứa vẫn đi học, vẫn đi làm. Thì có thời gian rảnh hai đứa lâu gặp nhau rồi uống cà phê rồi đi dạo này nọ. Thường thì cái tuổi trẻ thì bao giờ cũng hơi vượt qua chút xíu. Người ta gọi là trước khi sống thiệt người ta sống thử. Sống thì thử em là... có thử cái Dạ có, nhưng mà sau khi tụi em đám hỏi, vì ba mẹ ảnh đi qua Mỹ để định cư, cho nên cũng muốn là yên tâm ảnh ở đây. Mà bà em cũng là chăm sóc. Cho nên là cũng muốn tụi em ở chung. Hỏi thiệt nghe, sống thử vui không? Em không là vui nữa. Tao. Cái này là có vấn đề. Sao có vấn đề gì kìa, có vấn đề gì cơ? Tại vì ngày xưa lúc mà chưa còn người yêu thì dễ thương lắm. Này nọ gì cũng lo này nọ. Nói chuyện không dám lớn tiếng.
Còn vợ về á, cái gì cũng quát tháo em. Giống như là có chuyện gì công ty là về là em cứ làm tấm thớt với vợ em vậy đó. Còn kể chuyện á. Rồi nó nghe nè, sống thử xong rồi chuyển qua sống thiệt. Rồi thì tụi em có thấy khác nhau và vỡ mộng gì nhau? Tụi em có định sống thử á, là trước đó khi mà còn con gái á, không có làm cái gì hết, ba mẹ em chăm sóc hết, em không đụng cái việc gì hết. Xong khi mà qua ở với ảnh, tất cả mọi cái từ A tới Z, cái gì em cũng em làm hết. Ảnh không làm một cái gì hết. Trời, có nghĩa là từ A tới Z là em làm hết luôn hả? Dạ, ổng lười kinh khủng luôn. Ví dụ như em làm những cái gì? Việc nhà, giặt đồ, ví dụ dẹp nhà cửa, cái gì em cũng làm. Nên lúc em làm gì thì anh ảnh làm gì? Chơi game, coi TV. Em có nhờ anh giúp không? Có. Mà không lười, nghe ờ là thôi xong. Lúc đó thì em như thế nào, cảm giác của em sao? Em rất bị stress và rất là tức. Tại sao mà là như vậy, tại sao mà phải ở nhà ba mẹ em phải hầu hạ tất cả. Trong khi lấy chồng rồi mà còn chưa lấy nữa, chưa có một danh phận gì hết mà mình lại phải làm như vậy. Rất là tức, đó, em cảm thấy rất là thương ba mẹ. Tại sao em lại như vậy khi mà vợ em đã lên tiếng nhờ em rồi mà em vẫn... Không phải là em không phụ vợ, nhưng lúc đi làm về cái mệt, chỉ muốn giống như là ngã lưng cho nó qua cái cơn mệt. Thường ta ngã lưng ta ngủ thôi, còn ông ngã lưng chơi game. Nhưng mà giờ em còn ức chế về cái việc mà em vẫn phải làm công việc nhà không? Dạ không, cũng bớt rất nhiều, tại vì anh cũng đã giúp đỡ em chút xíu rồi. Em có nghĩa là khi mà chuyển qua cái giai đoạn sống thiệt là anh bắt đầu. Dạ đúng rồi. Rồi giờ cho em kể nè, sau khi cưới nhau về vợ em có tính xấu gì không? Nhất là hay ghen, thứ hai là cứ làm việc nhà mệt mệt, làm chuyện cái bắt đầu bực lên là quét tháo, em đụng gì cũng xả em chứ. Cái gì đệm đỡ không nổi luôn. Xả sao đâu, cái giọng điệu sao đâu. Tớ nghe bài không mà không biết dọn gì chưa á. Ông biết mệt, tôi biết mệt hả? Coi như em là tấm hết sao? Vâng, thì lúc đó em sao? Em thì thôi anh im để cho em xả đi, em xong đi rồi mình nói tiếp. Ổng càng im thì em lại càng bực. Em bực lên thì em nói lại thì tới nào cũng xảy ra xung đột, nên em không muốn vậy. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Bớt giận cá chém thớt. Chỉ cái gì thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thế còn em? Quan tâm em chút xíu, bớt lười đi. Sao chị Dân cái ca này, sao chị Dân? Thật ra hai cái cá tính này á là phải chịu khó hòa hợp với nhau một chút, chứ còn không á là cũng căng thẳng ra chứ không phải không. Lý do vợ của bạn á là một cái người á mà khi kể những câu chuyện vừa bình thường thôi, kể lại thôi mà đã muốn khóc rồi. Tức là cái ức á, cái ức nó nhiều lắm. Thì nếu mà bạn tích lũy như vậy tiếp tục nữa thì sẽ không có hay. Nó không tốt cho sức khỏe. Rồi thì mỗi người cứ mỗi giữ cái tính cách riêng, cái cá tính riêng của mình á, thì nó sẽ không tìm được một cái đáp số chung trong cuộc sống vợ chồng. Thì nó chả đem đến một cái lợi lộc gì cho cái gia đình nhỏ của mình hết. Trong khi đó nếu như mỗi người á đều dẹp bớt cái tôi của mình lại đó, thì để các bạn chuẩn bị cho một cái thành viên mới, để cho đúng nghĩa một cái gia đình nhỏ hạnh phúc. Các bạn không có hình dung được đâu, nếu mà cái thời gian mới chỉ là 6 tháng lấy nhau thôi, một năm, năm rưỡi nữa, chưa có em bé ha, thì cái cuộc sống nó vẫn cứ là như vậy. Thì nó sẽ đi đến cái việc là càng ngày càng khép lại, một bên thì cứ khép lại, khép dần lại, hiểu không? Rồi một bên tự nhiên cảm thấy là mình cứ đánh vào một cái khoảng không mà không có người đỡ đó. Tự nhiên á, đến cảm giác nguội lạnh lúc nào mình không biết. Không phải là em im để mà vợ em nói xong rồi thôi. Cách giải quyết của em là hai đứa sẽ ngồi lại sau cái lúc mà bực tức. Nhưng mà em đã làm như vậy rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Hiệu quả không? Hiệu quả. Vợ em đâu có muốn điều đó, vợ em muốn là em phải tranh luận. Nó phải ra ngô ra khoai, ý là như vậy. Thời khắc đó em nói ra thì nhiều khi nó còn ra nhiều vấn đề nữa để vợ chồng hiểu nhau hơn. Tại vì những cái tánh vợ em á, lúc mà nó bực lên tôi phải thắng. Nếu em mà cãi nữa thì đâu thể nào giải quyết được vấn đề đâu. Em phải là người thua trước rồi đã. Tại sao nãy bạn lại nói là cứ mỗi lần em nói là anh im rồi làm sao? Anh càng im em càng tức đúng không? Nhưng mà thì có nghĩa là vậy? Đó vẫn còn là một cái điều mà em cần phải lý giải và hóa giải cái việc đó. Rồi thử tối nay cãi. Hôm nào cãi á thì thử đi nghe. Coi nó có hiệu quả là tốt hơn không? Nha. Đúng không? Rồi. Mình nhiều hình thức. Rồi, nhưng cho em hỏi này là cãi cái thế thua thế thắng à? Cãi để ra vấn đề chứ không phải là cãi để thắng thua. Có thể khi em cãi ra vợ em vẫn thắng như thường, nhưng mà vợ em sẽ hiểu rằng trong cái mối quan hệ vợ chồng nó có những cái xung đột như thế, và trong cái mối xung đột này thì cái suy nghĩ của chồng mình là như vậy. Em hiểu với chị không? Em đó. Em muốn nói chuyện để mà ra như vậy. Đó đó, không em hiểu với chị không? Chứ không phải vấn đề đây là ai thắng ai thua. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn anh chị. Rồi. Idol của mình mà tự nhiên ông phóng từ sân khấu phóng xong sẵn cái nhà mình rồi ông chụp cái tay đó, mình nói chung là rung rung mà đỏ mặt luôn. Còn em thì sao Huy? 10 năm sau thì em vợ em mới nhắc lại thì em mới nhớ ra
đó là cái giống cái định mệnh, cái định mệnh đó là hôm lúc đó thì cảm giác sợ anh bỏ thì lại không có nhiều, bởi vì em rất là không biết sao rất là tin tưởng. Em chỉ nghĩ là anh là một người nổi tiếng như vậy, nhưng mà anh chủ động xuống đến tận nhà em để nói chuyện với cha mẹ em, còn gọi FaceTime cho cha mẹ bên nhà, còn nói chuyện với ba mẹ em nữa. Em nói năng sao mà ba mẹ của Hương là cho em hốt Hương lên vào ngay Tết hay quá vậy? Khi mà ông thích là cứ nói đi nói lại, nói đi nói lại thì mình này vừa thì vừa ba là nhất. Nhất ba là chú muôn loài. nhất. Đây mời xin em chào, xin chào chào chàng ca sĩ anh. Dạ không gì có thể thay thế em. Vâng ạ. Cảm ơn anh trai. Thực tế là xin được gửi lời chào đến chị Hồng Vân với anh trai Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em là ca sĩ Lâm Trần Huy. Năm nay em 39 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh ạ. Mời em. Dạ, em xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Hương. Em năm nay 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Phước, nhưng mà cũng quê gốc cũng ở Hà Tĩnh luôn. Lần đầu tiên hai em gặp nhau, chạm mặt nhau. Thì vào lúc nào và chuyện gì đã xảy ra? Em để cho vợ em nói. Dạ, nếu mà nói lần đầu tiên gặp nhau thì năm đó chắc em mới học lớp 7, lớp 8 thôi. Cái lần đầu tiên đó là lần đầu định mệnh luôn. Nhưng mà lần đó là ở Hà Tĩnh hay là? Dạ không, ở Bình Phước. Em đi diễn. À, dạ. Đó anh ấy nổi tiếng lắm. Ca khúc không gì có thể thay thế em. Đúng rồi. Dạ. Mà lớp 7 là biết mê rồi. Em cũng trông chờ đến lượt anh lên biểu diễn khi ngồi ở dưới. Mà đến lượt anh là hồi hộp lắm, hồi hộp để muốn nghe anh hát. Em thì ngồi không phải gần sân khấu, dưới cuối ở giữa, sân khấu. Ở giữa sân khấu, thì ngồi anh, kế bên mẹ. Thì tự nhiên anh đang hát trên sân khấu, xong rồi... Nhảy xuống. Tức là anh nhảy xuống đi đến một mình chỗ của em thôi. Em cũng không hiểu sao, như cấp duyên số trời định vậy ra là em đi thẳng xuống, em bắt đi, em bắt tay. Chào mẹ, xong rồi bắt tay em. Rồi cái giây phút mà em chạm được cái bàn tay của thần tượng nó như thế nào hơn à? Dạ thì cảm giác lúc đó cũng khó tả lắm. Tay anh mềm mềm. Em muốn bể tim không? Tại vì á, cái người idol của mình mà tự nhiên ông phóng từ sân khấu, xong sẵn đây cho mình rồi ông chụp cái tay đó, mình. Nói chung là rung mà đỏ hết mặt luôn. Còn em thì sao Huy? 10 năm sau thì em vợ em mới nhắc lại thì em mới nhớ thôi. Đó là cái giống cái định mệnh. Cái định mệnh đó là hôm đó xong là thôi đó. Dạ, lúc nào sau mới gặp lại nhau. Em mới nhờ một người FC tìm cho cái gương mặt nào mới lạ mà xinh để cho mình quay cái clip đó chị. Dạ, cô bé mới dắt Hương lên. Bạn của em mới đầu là không nói là lên đóng clip cho anh Huy đâu. À, đi quay clip cho cái anh ca sĩ này. Rồi anh gửi cách xe cho. Tối đó em còn chưa chịu đi mà em một khăng em nói nếu mày không nói thì thôi tao không đi. Sau đó mới nói là anh Lâm Trấn Huy, nó nói vậy đó. Sau em cũng vui bỡ ngỡ, tự nhiên cảm xúc 10 năm trước tự nhiên nó lại Nói nghe nè, có nghĩa là từ cái hôm định mệnh đó xong về là em vẫn cứ là idol của em vẫn là anh Huy đúng không? Dạ. Yêu đó. Một vài anh rồi. Không, cái chuyện yêu một vài anh là chuyện bình thường. Vẫn có còn một idol. Idol là cái nào? Dạ. Đêm đó chắc khỏi ngủ luôn đúng không? Sáng sớm vậy là đi rồi. Khi mà em gặp bạn này là em có cảm giác em thích liền không? Thích liền. Là mình nhìn là mình cũng thích rồi. Sau đó này vẫn chưa chịu thua. Là rủ qua phòng thu để thu âm. Thu cái bài Chia Tay Không Lý Do mà Hương hát rất là hay. Thì lúc đó là cùng năm là 38 tuổi rồi. Cha mẹ ở quê là dầm chân đấm ngực bắt lấy vợ rồi. Nghĩ là thôi đúng chắc. Bạn này chắc được đây. Để lấy số cái đó. Bởi vì gặp một cái là mình có cảm tình như là đây là vợ của mình rồi. Chiều tối đó là thu xong cái rồi thì vấn đề cho Năng đi về ở Bình Phước. Dạ, có gửi cách xe không? Không. Lúc đó là chưa quay. Mới đi thu. Em nhớ là vẫn đón taxi cho về Bình Phước hình chiều mấy. Hương về Bình Phước rồi đó. Dạ. Em có nhắn tin, có gọi điện thoại liên tục không? Có nhắn tin. Buổi tối hạt xong lên trên cầu là cũng gọi FaceTime là khỏe. Anh chuẩn bị lên cầu nha. Đó cái kiểu vậy. Bao lâu thì em mới chinh phục được cô này? Buổi chiều hôm đó thu xong là thấy cùng Năng cũng... ok rồi. Cái người này là gặp cái là mình cảm giác là như là vợ mình rồi. Vợ mình rồi. Rồi thì cơm chưa ăn gạo còn đó. Rồi thì mới gọi điện về khoe cha mẹ. Khoảng chưa đây một tháng là cứ 8 đêm nào cũng gọi điện thoại vậy. Đến đúng ngày 30 Tết là em xuống em đón lên Sài Gòn luôn. Lên Sài Gòn. Em về Bình Phước hốt lên Sài Gòn luôn. Dạ. Xin phép cha mẹ. Xin cha mẹ lên Sài Gòn luôn. Dạ. Mà lúc đó là Hương đi làm chưa hay là vẫn còn đi làm?
Em làm việc trong công ty kinh doanh vàng bạc đá quý. Lúc đó là dù thì... là bảo lên làm ca sĩ, sau này lên lên rồi thì mình tỉnh sau. Lên. Em lên thì em cũng đi theo rồi phụ cho anh. Nâng khăn sửa túi anh làm thôi. Quản lý cho anh. Làm quản lý nâng khăn sửa túi thôi. Dạ. Dạ. Cái giai đoạn mà em đi theo anh Huy lên thành phố, em có sợ? Cái ngày mà đặt chân lên thì tất nhiên là cũng có nhiều cái tâm trạng lúc đó. Vừa xa cha mẹ vừa buồn rồi vừa... lo không biết anh có bỏ không. Nói chung là có nhiều cái suy nghĩ cùng một lúc đó. Lúc đó thì cảm giác sợ anh bỏ thì lại không có nhiều. Bởi vì em rất là, không biết sao, rất là tin tưởng. Em chỉ nghĩ là anh là một người nổi tiếng như vậy. Nhưng mà anh chủ động xuống đến tận nhà em để nói chuyện với cha mẹ em. Còn gọi FaceTime cho cha mẹ bên nhà, còn nói chuyện với ba mẹ em nữa. Em nói năng sao mà ba mẹ của Hương là cho em hốt Hương lên vào ngay Tết hay quá vậy? Em cũng không biết sao về gặp một cái là mẹ Hương cũng thích luôn. Rồi em có nói là con của người Hà Tĩnh, quê mẹ cũng ở Hà Tĩnh. Thôi thì quê ta về tận tắm áo ta thì mẹ cứ yên tâm. Rồi mẹ cũng nói thôi thì giờ mẹ giao tất cả cho con. À, chiều đó là em đón đi luôn. Tết là cái dịp gọi là chạy show nữa. Dạ đúng rồi. Chạy bán sông bán chết. Cá sĩ là đua nhau chạy loan xeo. 4-5 điểm ạ. Khi bắt đầu mà 30 Tết hốt lên xong, rồi bao nhiêu lâu thì mới làm đám cưới? Gần một năm chị. Gần một năm như vậy là em rong ruổi theo chàng là đi khắp liên kỳ lục tỉnh đúng không? Dạ. Là mà... như vậy là đã có chuyện sống thử đúng không? Dạ có. Dạ. Ừ. Khi mà mới lên thì đêm đâu là hột luôn. Có nghĩa là gì nè, người ta là sang hẳn một trang mới, nó đã xác định rõ ràng rồi. Hai vợ chồng cũng tính là dự tính là cưới sẽ trễ hơn. Nhưng mà Hương lại có bầu. Vỡ kế hoạch. Dạ, dạ. Bây giờ là bé mấy tuổi rồi cưng? Dạ được 13 tháng chị. Chắc là ông bà mừng lắm phải không? Dạ cha mẹ mừng ạ. Chúc mừng hai em. Nhưng mà lấy nhau về rồi sao ông này ổng có loại tật xấu gì đó, không? Ông có hiếp em không? Vừa cứ kể thôi chứ. Anh Huy thì tật xấu cũng không có nhiều, mà có một cái là vì bạn bè quá, bạn bè mà gọi ở đâu rủ một cái là ham vui lắm. Gọi cái là chỉ muốn đi đến đó đi, thôi. Đi yêu bạn. Dạ. Và những lúc vậy thì em cứ càm ràm rồi em không cho đi, em làm mọi cách để ở nhà, em làm mọi cách để ở nhà. Có khi nào là coi như là làm cỡ nào ổng cũng đi hay không? Dạ không. Nói chung là những bạn bè rủ á thì có những cái mà em cũng đồng tình rồi em cũng đi với anh. Có những cái nào mà em không đồng tình, hoặc là tại vì bạn bè rủ rê anh rất là nhiều chứ không phải là ít. Em không đồng tình là em em dùng mọi cách để anh ở nhà. Có giỡn hớt mà kiểu như có hề hước không vậy? Ở nhà là ví dụ vợ đang bực cái gì đó là toàn chọc cho điên lên, xong rồi bắt đầu giỡn, đứng múa xong rồi làm mấy cái mắt lé mắt đồ. À vậy là lầy lắm, nhây cũng giống Thái. Nhây vậy đó. Những lúc nào rảnh rỗi cũng mê game. Mê game dữ không em? Cái mức độ mê game không bằng ấy như không dữ thì cũng không dữ lắm, nhưng mà ví dụ đang tập trung cái gì đó là kêu làm gì, đợi chung tí mà 5 phút sau chưa thấy được hết, vẫn đang ngồi miệt mài. Anh hỏi nè, có ghen không? Dạ thời gian đầu thì có, nhưng mà hiện tại bây giờ thì không. Rồi bây giờ tới em đó Huy. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Khi mà ông thích là cứ nói đi nói lại thì mình này. Thôi thì vừa ba là nhất. Ba là chú muôn loài. Nhất là tí nữa mà chìa khóa mà cho nên bỏ để sẵn đó mà. Nếu mà nói nhiều nó trốn luôn. Trốn đi. Anh Dương Hinh, anh Dương Hinh mỗi lần mà vợ nói gì, ba là chú muôn loài. Vâng ạ. Nói xấu thì nhá, từ ngày mà cô con là cũng hay, nói chung là hay lên chức đó, lấy con ra với mình. Làm chức làm quyền đúng không? Dạ. Đó. Trước khi nói là như nào đó thì mình cũng nói vừa. Là càm ràm nhiều quá đúng không? Dạ, hay càm ràm nhiều mà đàn ông nghe nhiều là thấy rất là khó chịu. Nói một lần là người ta đã hiểu rồi. Mà càng nói nhiều lần người ta lại cũng không làm. Là không hiểu luôn. Mong vừa thái độ thì hiểu chồng hơn một tí nữa. Đó, bởi vì anh em sống thì phải có anh em, có bạn bè. Nhiều khi ở cái xã hội này mà mình có anh em bạn bè thì là mình cũng không làm được cái điều gì nhiều cả anh trai nhỉ. Còn Hương sao? Hương mong muốn chồng thay đổi gì? Mong muốn chồng cũng hiểu em hơn tí nữa. Cũng mong muốn chồng là luôn luôn yêu thương vợ con càng ngày càng một nhiều hơn thôi. Thế thì trời chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Là Hương là 94 hả Hương? Dạ em 93 chị ạ. Tức là hai bạn này là cái thế hệ nó khác nhau. Đúng dạ. Rồi. Cái thế hệ của Huy với lại
Thuận nè. Dạ. Dạ. Là anh em bá tánh bạn bè nhiều lắm. Dạ. Cái thời lúc mà trẻ bắt đầu đi tạo dựng sự nghiệp á, thì hồi dạ. đó làm gì có Facebook, hồi đó làm gì có gọi là 4.0 như bây đúng giờ. Rồi. Dạ. Thành ra là phải gặp nhau liên tục. Tất cả những cái mối quan hệ đều dựa trên cái bạn bè bá tánh đó. Dạ. Hỗ trợ hỗ tương cho nhau để dạ. cùng phát triển. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì khác, bây giờ nhiều khi mình không cần những cái đó, mình vẫn có thể phát triển được nó, nhưng mà ngày xưa là không có. Dạ. Thành ra là đúng là Hương cũng nên thông cảm với bạn Huy, là ví dụ có những cái mối quan hệ mà từ trước rồi, tình dạ. nghĩa đó, dạ. tình nghĩa lâu dài rồi, đúng không em? Mình dạ, không thể nào bỏ được. Dạ. Mình sống có trước có sau. Nhưng mà ngược lại đó thì em á, dạ. tại vì em có cô vợ trẻ thì dạ. em phải trẻ hóa mình nữa. Vâng ạ. Để vợ em thấy cái khoảng cách nó ngắn lại, nó hẹp dạ. lại. Đó thì lúc đó là hai vợ chồng sẽ rất là hiểu nhau, sẽ đồng cảm, sẽ hòa điệu với em. Cho hai em mãi mãi dạ, hạnh phúc chị. Và mãi mãi tận hưởng những gì tuyệt vời nhất ở cuộc sống dạ. này. Cảm ơn anh, cảm ơn hai em đã đến chương trình. Dạ. Rồi, xin chào. Rồi. Mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình, nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Ừ. Mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. À. Lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Đi chung với anh. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, mà chỉ có cái là không giữ với chồng. Không giữ với chồng. Không giữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Đó bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi cái. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Ôi dữ lắm chị ơi. Dữ lắm. Thật là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ cỡ em đó chứ không có thua đâu. Em nói chị biết nghe, mặc dù em là diễn viên nghe, nhưng mà cái đam mê của em là ca hát. Có khi nào hôm nay mình gặp được một cặp vợ chồng ca sĩ không? Ước ao không? Ước ao không? Ước ao nghe em. Ước ao, ước ao. Em mà gặp cặp vợ chồng mà ca sĩ bước ra cái em lăn em xỉu luôn á. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với cái tâm trạng của tôi và chị Hồng Vân, đó là rất là khao khát được gặp đôi vợ chồng ca sĩ. Và mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại nha, khi nào chị nó mở mắt em mở nha. Mở mắt đi đây. Đây rồi. Em ơi, chào em. Dạ chào chị. Trời ơi. Ngồi đi, ngồi đi. Thấy. Chào, xin chào người bạn. Xin chào người bạn. Em công nhận là tụi chị diễn giả không? Giả cái gì mà giả, em thiệt đó nghe. Em bé thiệt đó nghe. Thời đây là rất là vui khi mà được trò chuyện với cặp vợ chồng phải nói xinh đẹp nhất nhì showbiz. Các hoàng tử công chúa thực sự luôn á. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Thôi bây giờ sẵn đây thì chúng cho mọi người biết luôn, Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh, và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh à? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Quốc Thanh với Quốc Thuận cũng ngang ngang nha. Và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ. Đó. Ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Bình thường thế thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ, nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Rồi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Hồng Soan đó. Dạ, em hôm nay 35 tuổi. Nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa dạ. là gọi kiểu dân gian là sếp của anh Phúc đó. Dạ. Bây giờ nói luôn đi. Lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất, là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn ngắn màu xanh và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu, nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương.
Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn. Chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học xoàng dễ thương hơn á. Em sao xoàng? Gió thì học xoàng á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á, là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự. Nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng lầm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Rồi bao lâu, khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Có cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Quế Vân. Chị Quế Vân? Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong rồi đấy, cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Quế Vân mới nói là tao mời Kim Cương quay với mày được không? Thì vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có lành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng, cái mới thấy Kim Cương, mới nói à thôi cũng được, cũng okay. Được cái từ cũng được nha. Sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc, cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Đó, mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng mình rồi. Cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Dạ, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc. Cho nên là có những cái cử chỉ rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau hay ôm nhau thì kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Phúc biết ông Phúc. Dạ thì lúc đó em cũng thích, nhưng mà mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu có thể nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự với xin số, lấy số điện thoại, giữ contact rồi từ từ mình nói chuyện sau, đúng không? Mình vồ vập ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Nó ngọt. Người ta đánh giá mình chết. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ, nhưng mà em cũng mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình, cho nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sau em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là làm người yêu, là đóng vai người yêu. Thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi, nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như để mình bị lậm vào nhân vật gì đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này. Cái cảm giác này chị biết. Tại vì em biết không, ngày xưa lúc mà chị với anh Tuấn Anh á, là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó. Cũng MV ca nhạc đó. Thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó. Rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ. Đó. Tối về rồi cũng đâu ngủ được. Cũng đâu vậy đúng không? Chị có giữ giá đúng không? Bởi vậy, giữ giá chứ. Rồi anh ấy sao? Anh ấy thì sao? Giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn. Có một ngày một. Đến khi nào thì em mới bỏ giá? Giá cũng khoảng tuần sau. Thì đá thịt cục cỡ tụi tôi. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi. Xong sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không? Em lại phải đi diễn gần một tháng. Thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin. Buồn quá không biết làm gì. Bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em. Bắt đầu mới coi trên mạng á, thì coi tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ. Bắt đầu nhắn tin thì đó, thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu người yêu ở đâu đang đóng trong phim là người yêu. Cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp. Thì nguyên một tháng đó là nhắn tin. Và nhắn tin, cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Đó, cái phút giây mà gặp lại đó. Sau một tháng không gặp mà chỉ trời có nhắn tin. Mạnh liệt chứ. Nó rần rần. Mạnh liệt, nó ra mà lắm luôn. Nó ra mà lắm luôn. Có nhào tới ôm. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm?
Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 tới năm 2015 là trong 3 năm đó, đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức, cái trong người nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút. Em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Sau cái đêm hôm đó về á, có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa, mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó, là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên, cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh, mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài, và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Nhiều khi anh đau anh nằm sấp ở trong nhà, anh nằm sấp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sấp nha. Thế mới nói, nhiều khi em nghĩ trời ơi, không chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn như thế này. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á là như vậy, tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ, nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ là khán giả yêu mến anh Nguyễn Hoàng Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh, cái tật xấu của ảnh á đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này. Ê, ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi ảnh vô toilet ngồi chống một thì cả lâu vậy đó. Bao lâu, thì chắc sáng tác đó, ngồi chỗ hoài vậy đó, kiểu gì đó. Thì em ngày này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hối kiểu vậy đó. Hoặc là dù như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì biết nữa, thì cả lâu cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn kiểu lê như vậy đó, đúng không? Dạ lê mê kiểu vậy đó. Anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày cái em nhìn thấy được cái đó, em cũng có cái sự thay đổi cho mình. Xưa thì em hay gọi là chậm rồi thôi mình cứ cái gì đó mình cứ cái biệt danh là rùa bò lật ngửa nữa. Thôi tự nhiên đi nói cái tại vì chậm quá, nó nói là rùa bò lật ngửa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ dạ đúng rồi. Ngày xưa chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. Dạ đúng rồi. Cái đầu cao lắm rồi. Con rùa nó nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi, thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Ông Sàng nói tiếp với em, anh còn sở đoạn, anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? Dạ có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra. Đó là cây kiển á. Có nghĩa là anh mê tới gọi là, tất nhiên là nhà của em thì không quá lớn, nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là anh để kiển hết da, anh thích để kiển mà trên lầu. Rồi sao nè, còn gì còn nữa, cái không? Gì nữa không? Dạ. Khui đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Rồi bây giờ tới Phúc đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dễ kể à. Thì, kể đi rồi về cắt lương. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng cầm ràm đó mình bất bực.
Là bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi chứ. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Đập em thì có. Dữ dằn à nha. Cái đường xe em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Ừ. Nên là em biết là né trước. La la đó đi thôi, đi thôi, đi cái lại luôn. Chạy theo là em né ra cái chỗ khác. Tao bỏ chạy. Bỏ chạy. Nó nào bỏ chạy tôi lấy đóng cửa luôn. Đóng lại. Ấy rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được kim cương? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Ừ. Là tại vì giờ em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Ừ. Rồi hoặc là thấy ảnh chừng chừ lâu quá thì em hay hối, rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Nhỏ này rồi quản lý em á, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Trời, dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không nhưng mà được là không có kẹo, không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo là bỏ lâu rồi. Có ghen với em không? Đó, cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho ghen. Là quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ không, em mới thấy là chặt lắm. Hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc cũng hở hở, nhưng mà không. Bây giờ 10 năm rồi bích bùng bích cửa luôn. Trời ơi. Vậy giờ là em có muốn hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài, mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Tính em thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ, nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều, nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó, nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này, giao du với người kia thì nó cũng mất lòng, mất lòng nhiều lắm. Đó là những cái mà Kim Cương nhắc khéo thôi, thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ của mình nhiều hơn nữa đó. Thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi, bớt rượt. Mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó, muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vui nhà. Dạ, vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, đó. Lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui. Nhiều khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa, thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc có thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với anh. Đó là có anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị. Cách xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á, thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt, nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người cha Bắc không, cha Hà Nội không? Anh Sơn em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này, cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài. Em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm huệ mình, tức ghê. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn. Kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy, ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Không
nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái rồi hết giận luôn. Cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Là một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng khắp phố ấy, tỏa sáng bừng khắp phố ấy. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Mời em. Dạ. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận ạ. Chào em. Dạ, bữa nay anh mới được gặp em ở ngoài đời nè. Dạ, anh cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng. Rồi, xin chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Ơ quên, 26 tuổi. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? Dạ. Nhưng mà không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau. Hay là chắc vợ em phải nhớ mãi như thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Gần đây anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo lại được không Sơn? Em về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng cứ dơ ra nữa, em phải đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em mạnh dạn em khoe ra. Nhìn cũng được mà. Bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Tụi em quen nhau là qua ứng dụng hẹn hò anh. Dạ, hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra, xong rồi nó lướt. Mà em nhìn vô em thấy, ủa sao toàn trai đẹp không vậy? Xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi. Tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt, thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em bảo là ủa sao ai nhìn quen. Thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử, thì tự nhiên thấy anh trả lời. Chắc đang chờ. Lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô gái này nhìn trông rất là dễ thương. Thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mọi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau. Và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Là một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu rồi. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối. Thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Sơn. Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là chưa. Nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy đứng xa á, có người đi cái xe cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời em nói
Sáng nhưng mà về sau này mới thú nhận với em, kêu là ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp nhưng mà thấy nghi. Em bảo ủa nghi là nghi gì, kêu là sao chồng thấy chân dài quá mình kêu không biết là con trai hay con gái. Thấy em cao rồi dáng cao rồi vậy em đẹp cao quá rồi sợ. Kêu có khi nào có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Em là người miền Nam à, em là thích Đài Bắc không? Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi. Em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi, xong rồi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người cha Bắc không, cha Hà Nội không? Cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy? Cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích cha Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha, anh nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu, thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn, là em ấn tượng luôn nha. Xong rồi nói thử đi Sơn, chuyện nói tiếng nam đi Sơn. Dạ em sợ. Dạ em sợ. Quỷ sứ rồi. Hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì. Cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc rồi. Ông nói Bắc luôn. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn. Thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi anh. Sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó. Yêu bao liền không? Nhờ? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cỡ một tuần thôi. Là tụi em... Nó nghe nè, ảnh có đưa em về nhà nếu ngoài Bắc nhưng mà ra mắt gia đình. Dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm chắc 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì anh nói là em là người đầu tiên anh dạ đúng mắt. Rồi dạ đúng rồi anh đưa về ra mắt, mà em á thì sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường á em thấy kiểu gia phong lễ giáo đúng dạ không? Dạ đúng rồi đúng cho rồi nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình dạ, phải kín dạ, kẽ nói chung không? Là kiểu cũng sợ hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu cũng hở kiểu dạng dạy hay là rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải là kính đáo kính đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu. Thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại luôn. Tại vì anh Sơn chưa có dắt ai vào nhà ra mắt hết. Thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì có nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi. Lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu dân chơi. Dạ đúng rồi, tại vì từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không? Tức là ba mẹ dạ. có Dạ không ạ, nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái. Nhưng mà thực ra thì với Linh thì phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính. Nhìn ở ngoài trông ăn chơi phết đấy. Thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi. Chứ không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó thì ba mẹ của Sơn dạ. có ý kiến gì không? Dạ. Có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốc hoảng đúng rồi đúng rồi vâng. Nhưng mà ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, nấu ăn Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè,
Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ? Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần thì cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu. Là em biết anh là diễn viên. Cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp đúng không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc đó thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi ạ. Dạ, 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là tật xấu có lòi ra không? Chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết. Lạc đề đó. Câu hỏi đây là tính tính tốt. Ta đang hỏi tật xấu thì cứ khen tật xấu. Không có kể tật xấu. Tật mà tốt. Rồi bây giờ tật xấu á, tật nào em khó chịu á, em chưa vừa ý, em chưa vừa ý ẩm á, chưa vừa ý cho em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không, có gia trưởng không? Con trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không, nếu mà gia trưởng thì chắc là em với anh là không có đến được với nhau rồi đó. Anh chỉ hơi cầm ràm thôi chứ. Cầm ràm. Hơi cầm ràm em thôi. Tại sao lại cầm ràm em? Tại sao lại cầm ràm? Ừ đó. Tại sao? Tại vì tật xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tạ rồi, mê đá banh hơn mê vợ không, nè. Không, em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao rồi kiểu vận động từ ngày xưa đến giờ, rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn. Mà xong từ khi cưới vợ rồi á, cái gì cũng cứ kéo vợ theo. Mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là cứ kéo em theo á. Nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, chơi trời, đi làm rồi tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mệt. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hai cái tật xấu nha. Còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy dạ. Trời, nhiều khi cũng muốn giận lắm chứ. Nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á, thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á, mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, em nói với chồng em kêu là trời, vợ không thích tặng hoa vậy đâu, tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó, thôi nếu mà ông tặng vậy thôi thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua, kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8/3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn hết, xong rồi bảo chứ nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Cái em kêu chứ người ta nói không thích thì người ta nói không thích, nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Vậy đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi, dễ sợ luôn. Mà mỗi lần vợ giận á, thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? À, em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy, kiểu không có ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi, em tức, em tức dễ sợ. Thà quá mà có sao nói gì. Dạ, đúng rồi. Ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh là mề luôn. Em không có để bụng. Tối nằm, hai vợ chồng nằm xong tự nhiên ông thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á, là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ghét ôm ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em cứ sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình. Tức ghê á, xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn, kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy, ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy. Không
không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái rồi hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận quay luôn. Dạ, nghĩa là tự bả giận xong rồi tự bả ngưỡng những cái ăn ba cái tự bả hết giận. Dạ. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Ừ. Bây giờ giờ đó kìa, đó bây giờ tấn công đó, xa tay nè, xây ra cám này đó, cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Ủa ơi là rất là bừa bộn cho nên là càm ràng, đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ, nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn, và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào. Và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn. Đó là còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu đó. Thì nhiều khi thì hai vợ chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em cầm ram thôi, đúng không, làm cảnh sát trưởng đấy ạ. Đó, bừa bộn rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy thì từ không có chịu, đúng rồi, không có chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục. Cũng không hẳn là quá lười, nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ, đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng. Hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có thôi. Sao là gu của mình và gu của người khác? Không phải đâu chị, nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia, nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại rồi. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Yeah. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Và rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Điều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Chuyên gia về sức khỏe người ta nói uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần, có thể sức là khỏe. Không nhiều lắm, nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau, đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đấy đó, đến cuối đời và lại không còn khỏe nữa, thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Bây giờ em nói chung là chồng em thì có một cái tính, em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng, tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi, tức là muốn ăn sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là anh phải tỉnh táo hơn với trong lại cái việc đó, đúng dạ, không? Với lại phải suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại đây nè. Dạ. Kế cận cũng đang cần, đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã, rồi mình hẳn lo cho đúng bên đó, ngoài. Đúng đó Sơn ơi. Nhưng mà các em bây giờ là đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ. Rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy về nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ chồng sẽ nói. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình Vợ chồng Son. Lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng gì mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp, đúng không? Đẹp. Very beautiful. Đẹp quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah. Yeah, đẹp.
Rồi, đẹp đúng không? Em thấy em nhìn chân chó. Chân chó. Nhưng mà trời ơi, đẹp quá. Giống như đang đói quá trời đói order đồ ăn. Cái rap người ta đợi dưới cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu. Vô thay đồ cái xịt nách xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu. Ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Wow. Trời ơi, đẹp quá. Chào đón hai em đến với chương trình. Dạ, chào. Mai em giới thiệu về mình. Con tên Phạm Hiệu Quỳnh Như, năm nay con 25 tuổi. Em làm nghề spa. Nào bây giờ mình chào nhau cái nào? Chào chị Vân, chào anh. Hoặc con mình con là em à, em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên tiếng Anh là Josh. Josh. Yeah. Josh, em đến từ đâu? American hay là England? Em là người Úc. Úc. Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi. Em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? À, làn da trước đó là của em nó cũng màu nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu, dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very beautiful. Đẹp right? Quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah, đẹp. Đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như chưa có cái làn da nâu nhiều như vậy. When I don't really mind about it, your skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Dạ. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Gặp cái anh này là bữa đó là con nghe chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Anh này ảnh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết, chỉ là đứng gần bàn thôi. Thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có địa anh nhìn thôi, cũng nhìn anh là thấy ảnh hiền quá. Sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á quen với cái anh bạn của anh này, cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi, cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Ngày thứ bảy là anh đi về nước. Là buổi trưa con đi đi uống cà phê. Nó ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn. Ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Vô tình con vừa xuống taxi gặp ảnh, vừa bước xuống là hai người gặp nhau. Mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Hồi mới nhớ trực ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện. Thì ảnh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Về bển mới bắt đầu tiếp chuyện, nói chuyện là, dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her, you fall in love her. When I first met her, em thấy em nhìn chân chó. Nhưng mà trời ơi, đẹp quá. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá. Chân chó rồi. I'm curious about her and I want to get to know her more, but I felt
yeah, instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng. Từ khi anh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày. Nhưng mà với cái mức là bạn bè, tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải... là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia kia nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn... đi sâu hơn nữa. Khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? Did love. You miss her. When you lay like farther away from me, do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction. And it started to scare me at first, a little bit. Then I didn't fight my feelings and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, decided to sống in Vietnam. Sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ, lúc đó anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu nhưng mà sợ phải tại vì công việc ở bển. Lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa thấy không có kết quả, sợ phí thời gian. Dũng sợ mất con. Dạ. Chuyển về đây nó làm. Dạ, rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Ảnh không hứa với con điều gì hết, chỉ là tâm sự thôi là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Sau 3 tháng là anh về đây. Dạ. Rồi bao lâu thì anh mới bắt đầu tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? À, sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau. Rồi xong anh về đây được một tuần, anh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa, anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Con mới nói là mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài không tới đâu á. Dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần, ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đó, hồi đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu bạn mà. Không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Cái mối tình kia không tốt thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là tỏ. Dạ. Cho nên 2 tháng sau ảnh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa. Xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn, mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Năm gọi là trước khi ảnh qua là tháng 8 tới tháng 12 anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây. Cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà con sợ kết hôn nữa. Ở từ từ rồi mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo, mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con thì con thích đàn ông chững chạc. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại hồi đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sao ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình đi thuê nhà đồ cho ảnh vừa đi về, mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai chót, vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chậm chậm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói? No, what's that? You know you speak too much. When I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say? Some bits chip seal. Still learning Vietnamese. Hopped in Viet, Dam Thang rồi. Tám tháng. Dam Thang. Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Như không? Khi mà Dũng bỏ gọi là do you feel công việc like ở bên kia. Happy or say when you move over here to live with me? How is your life? Yeah,
at the start I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more every day, we were talking, I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh đó, bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết. Rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống bây giờ. Mấy người bạn trai trước của Như á, thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Yeah, just because I've never met, I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me, but her family was very welcoming. Hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu phải không? Dạ, nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, cô không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Tiếng Việt là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu, để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, nguồn có nào? cô giáo lại nhà dạy. Sao học tiếng nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá, là điện thoại đó. Có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt, nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ không? Really? Coi như câu gì? Chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó, em cù bắp. Cù bắp. Em cù bắp. Cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng là bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Ông có lòi ra tật xấu gì không? Ở nhà cô là quá điệu, con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này, anh chờ anh còn hơn mình nữa, cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu, lúc nào cũng tóc là phải mướt, bóng, bẫy. Cái kiểu đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá, nó giống bê đê á cô. Giống bê đê á cô. Hiểu không? Dạ. Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn, cái rap người ta đợi dưới, cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà, mặc áo thun bình thường thôi, đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách, xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau mấy chuyện đó lúc ban đầu. Đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quyền đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Công việc nhà thì có chị giúp việc, nhưng mà làm ông này ông cũng khó chịu, nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. So không like, you just be cool, you like to clean or anything but you never do. I do, I clean the house or something. Rồi, còn tật xấu gì nữa không nè? Có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Yeah. Chiều là con nói thiệt là con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với ảnh á. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á, thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Cũng có mấy chị kia nhắn tin kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường, mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó, cho nên hả anh kết bạn con thì con lại không thích. Ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu, nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự. Cũng có cãi nhau vấn đề đó. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi cô. Rồi bây giờ tới Dũng.
what are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt luôn. Nói nhiều hả? Em tức giận, quick. She get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội. Đúng không? Very mà quick, nhanh, nhanh. Mỗi But... lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Just With, say anything. Cause she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick. And I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Vì con là cái tính như là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng 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 lên. Xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Rồi còn cái gì nữa? And what's up? Always more 1 hour. Cái buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua one hour. Là gì? One hour. Mua quần áo nhiều quá. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online. Online shopping. Trời ơi. Mỗi lần mà cô ấy giận. Giận. Thường Dũng làm cái gì để cô hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? Leave her alone. I need to leave the house sometimes or just try to be nice or I try to talk you down. Ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống ảnh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á thì là anh phải đi ra chỗ khác. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận à? Có, lúc đầu anh hay chọc ghẹo là anh hay làm trò làm này làm kia nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười và làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me feel happy like smiling when I'm angry, your face do it. No, like you do it, you like you. You do something like that. No. Cô đùa trước rồi đi mà. Còn tật xấu gì nữa không? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. Thay đổi nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi cùi đó là học rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. Con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận, phải suy nghĩ cái đó. Còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Bớt cà gỡn lại cô. Tức là phải chững chạc lên, gentleman lên hả? Là không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game much. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change like not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bad day to not like. Không bad day. Not bad day. Cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you very much. Như nãy em kêu Dũng làm vụ bd. You do bd like this one more time. Oh. Yeah.